Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu một chiếc gậy bóng chày, các bạn hãy cùng đón xem nha. Còn bên này mình sẽ tô màu một con kiến nha, một con kiến rất chi là nhiều. Còn đây nữa, bên này mình sẽ tô màu chú gấu con, các bạn hãy cùng đón xem. Chú gấu con này thì mình sẽ cho màu vàng lên. Gậy bông tre mình sẽ cho màu vàng, màu xanh. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu chị dâu biển. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tô màu ông con ăn mặc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tô màu con dâu cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ làm như vậy. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình lượt like để đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bên này nữa, vậy bông chè của mình đã xong, các bạn thấy hay không? Đây, chú kiến của mình cũng đã xong rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu
một ông thợ sơn, các bạn cùng vào xem. Còn đây nữa, bên này mình sẽ tô màu một video cá mập vui vẻ, còn cá mập rất chi là dữ. Đây, bên này thì mình sẽ tô màu một chú voi con. Chú voi con thì mình sẽ tô màu cho một cam này. Như vậy là mình đã tô màu xong, chị giúp việc rồi nhé. Nếu các bạn thấy đẹp, bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã tô màu xong con ong mật. Nếu các bạn thấy đẹp, bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Về em nào. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ tô màu con châu chấu. Bây giờ mình ai sẽ bảo tô màu nó quần đấy ngủ, quần nó ngủ trên tầng đây. Có xe kia nó ở ngoài này không Sơn ơi? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tôi mở chú kiểu con để các bạn xem. Bây giờ mình sẽ dùng một như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây nữa, video bên này mình cũng đã kết thúc. Một chú voi con bên này, cá mập vui vẻ của mình cũng đã rất là đẹp. Các bạn thấy hay không? Hôm nay mình sẽ tô